Chào mừng mọi người đã đến với vlog tập 2 của Thi. Trong vlog này thì cảnh mơ màng sẽ là một trong những cái cảnh mà Thi rất là thích. Đó là đón bình minh ngay tại phòng của mình. Hình trái tim đằng xa xa kia là phần floating breakfast của Thi ngày hôm nay, gồm có sữa tươi, nước cam, bánh mì, bơ, các loại hạt, siro. Nó hơi theo phong cách Tây một chút xíu. Ngoài ra còn có một chai champagne để mình có thể vừa ăn sáng, vừa thưởng thức và chụp hình. Qua tới vlog này thì Thi có các scene fly cam xịn để khoe với mọi người rồi. Các cảnh đầu còn hơi giật giật nhẹ chứ các cảnh sau là đẹp lắm nha. Bây giờ là 8 giờ sáng, ánh nắng sẽ chiếu từ hướng núi, đồi núi đằng sau xuống biển. Vì thế các bạn sẽ thấy nước hồ bơi cũng như màu nước biển sẽ có ánh xanh lá mạ chứ không phải là xanh dương như mọi khi. Nhưng mà thì thấy màu xanh lá mạ cũng rất là đẹp luôn. Và đây là kiểu bơi quen thuộc của Thi, bơi ít. Và bây giờ Thi sẽ khoe với mọi người 4 tấm hình mà Thi đã chụp được ở góc này. Thi tin rằng tất cả những ai mà xem qua hình này thì cũng sẽ muốn mình có một trong những suất hình đẹp giống như vậy, đúng không? Ăn sáng xong thì đưa mọi người đi tham quan hầm rượu một chút xíu nha. Năm giờ chiều ngày hôm nay Thi sẽ có một bữa tối rất là đặc biệt ở trên cầu cảng. Và bữa tối này thì chỉ có đúng duy nhất 3 thành viên của gia đình Thi sẽ ngồi ăn tại đây, vì buổi tiệc này là Thi đã đặt hoàn toàn private cho gia đình mình. Hoa sứ trắng và nến sẽ được trải dọc đường từ đường vào cho đến hết cầu cảng luôn. Thường thì bữa ăn tối của Thi sẽ vào lúc 6 giờ, nhưng mà do muốn được ngắm trọn vẹn cảnh hoàng hôn nên là 5 giờ Thi và mọi người đã di chuyển đến đây rồi. Ở xa xa kia mọi người có thể thấy mặt trời chuẩn bị lặn xuống đỉnh núi rồi. Và khi mà nghỉ ở đây thì hầu như ngày nào Thi cũng ngắm mặt trời lặn hết, bởi vì ở vịnh nên mọi thứ được nhìn thấy rất rõ ràng luôn. Đối với một cô gái yêu biển như Thi thì mỗi chuyến đi, mỗi vùng biển mà Thi đến đều để lại cho Thi rất nhiều ấn tượng và cảm xúc đặc biệt. Và mỗi lần đứng trước biển thì Thi cảm thấy mình rất thoải mái, tự do, mọi ưu tư phiền muộn là tan biến đi đâu mất tiêu hết luôn. Phía bên này thì các bạn nhân viên cũng đang chuẩn bị bữa ăn cho một cặp vợ chồng để kỷ niệm ngày cưới của họ. Còn đây là chiếc võng. Đến giờ thì chưa có tấm nào với chiếc võng này, bởi vì là mọi người ở đây rất đông mà Thi thì không bao giờ dám mặc bikini hay đồ bơi ở chỗ đông người. Thường thường là Thi mặc bikini, chụp hình xong ảo xong là lên mặc áo thun với quần sọt để bơi à. Bắt đầu lúc này là nến đã được thắp lên rồi nè. Mọi người thấy cảnh này có dễ thương không? Thi sẽ tìm một bài nhạc lãng mạn để đưa vào vlog này mới được. Nhờ có nhân vật này mà Thi mới xuyên quay vlog đó cả nhà. Mặc váy lụa, xõa tóc, gắn hoa trên đầu, một hình ảnh hết sức là đầm thắm của Bảo Thi. Ngoài đời thì Thi không có đầm thắm đâu nha, ngoài đời Thi tanh tảnh tưng tửng lắm. Và lúc nào có Thi thì mọi cuộc vui mới vui đúng nghĩa được. Còn bây giờ thì Thi bớt tám lại để mọi người cùng Thi ngắm cái quang cảnh đẹp tuyệt vời này nha. Giờ ăn đến rồi,
Thi sẽ chọn cho gia đình mình một cái menu gồm những món ăn đặc trưng của khu nghỉ dưỡng này luôn. Và mỗi món nhìn nho nhỏ như vậy nhưng mà ăn xong là no cứng cả bụng, không thể uống một miếng nước nào vào bụng nữa luôn đó cả nhà. Vì không thể nhớ mình đã order gì nên Thi đã hỏi lại các bạn và đăng luôn cái menu bên này cho mọi người dễ tham khảo nè. Bữa tối này rất là ngon và Thi cũng không nhớ giá nổi luôn. Mọi người hãy thông cảm cho vlogger mới khởi nghiệp này nha. Còn đây là những hình ảnh rất đẹp mà Thi đã được anh Vương Khang chụp lại giúp Thi. Hình hai anh em nè, hình cảnh vật, hình một mình Thi thả dáng và tấm cuối là tấm Thi thích nhất. Hình Thi chụp chung với ông xã của mình. Cảnh hai người cùng ăn tối ngắm hoàng hôn rất là lãng mạn. Hôm nay là ngày thứ 3 và Thi sẽ dành trọn vẹn ngày hôm nay chỉ để phơi nắng, bơi và tắm biển thôi. Bởi vì những ngày trước đã có rất nhiều hoạt động rồi thì hôm nay sẽ dành trọn vẹn một ngày cho biển cả nha. Qua đến đoạn này mọi người có thấy là flycam của Thi rất ngầu không? Nhưng thôi, mọi người hãy để ý đến cảnh đẹp mà Thi đang giới thiệu với mọi người trên màn ảnh. Đây là một trong những cái scene mà phải nói là Thi hài lòng và ưng ý nhất trong chuyến đi lần này của mình luôn. Và ở chỗ Thi đang nằm thả dáng đó là mực nước sâu tới 2 mét mấy lận đó nha mọi người. Mọi người có còn nhớ ở vlog trước thì anh Đô có thể đi bộ từ ngoài biển vào phòng, bởi vì khi đó thủy triều đã hạ xuống, mực nước thấp qua cầu thang rất nhiều luôn. Còn bây giờ thì nước đang ở mức giữa cầu thang nha. Và điều này đồng nghĩa với việc Thi là một cô gái gan dạ phải không cả nhà? Đố cả nhà biết bây giờ Thi đang có cân nặng bao nhiêu ký? Xin chào tất cả mọi người. Tới bây giờ là Thi không còn một hơi sức nào nữa để quay phim hay chụp hình, bởi vì từ sáng tới giờ là bơi. Bơi từ hồ bơi lớn qua tới hồ bơi nhỏ, xong rồi bơi ra tới biển. Thì Thi nghĩ là ngày hôm nay đã có rất là nhiều cái thước phim mà đặc sắc. Chuyến đi này thì Thi cảm thấy là rất là thích thú, bởi vì thì ra là Việt Nam mình còn rất là nhiều cảnh đẹp. Thế nên là hy vọng là các bạn sẽ thích cái vlog này của Thi nha. Sau cả ngày trời vận động thì tối nay Thi và mọi người quyết định sẽ ăn tối tại phòng. Và như đã review trên Facebook cá nhân thì nếu như chúng ta order đồ ăn về phòng thì mọi người cố gắng order một lần thôi nha. Bởi vì các bạn nhân viên ở đây phải cõng cái đồ ăn của mình đem từ nhà hàng cho đến tận phòng, một chặng đường cũng khá là khó khăn. Và khó khăn như thế nào thì mọi người coi lại vlog 1 của Thi sẽ rõ nha. Cảnh tiếp theo xin được để tiếng chân thực để mọi người biết được độ hài hước của gia đình Thi. Em có bò, em có combine với lại cái mask với lại cái sốt bên này. Sốt cho cơm chiên với lại rau muống bên này, cùng này em có chi cho spaghetti. Rồi, cái này là hai loại sốt để mình dùng với lại cái xương nướng nha chị. Thế rồi còn trong cái đường dịch này thì em đã có sốt ở trong đó rồi. Còn rất là mình ăn thì mình mở cái miệng. Rồi, nhưng mình bây giờ là 6 giờ là tầm tới rưỡi em sẽ qua làm chuẩn cho nhà mình. Là đúng hai em luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Ok, lát gặp lại. Rồi, nha. Bye bye. Không úp được đâu, cái chai nó như con heo vậy. Em có cái thùng nào em bỏ vô. Đây là view bữa tối của Thi và con heo nó đang nằm trên bàn kìa. Lý do thì gọi là heo bởi vì em ấy tròn u và tới 4 lít rượu bên trong lận. Còn đây là cận cảnh những món ăn của gia đình Thi nè. Hy vọng là mọi người coi vlog này lúc đang no nha. Chứ nếu mà lúc đang đói thì chắc mọi người sẽ ghét Thi lắm. Xin chào. Bây giờ thì Thi sẽ di chuyển qua một trong những cái villa mà Thi nghĩ là đẹp nhất Việt Nam. Tại vì như mọi người biết thì trước đây Thi đã từng đi Maldives rồi á, nên là biết được rất là nhiều cái cảnh đẹp ở trên toàn thế giới. Nhưng mà sau khi mà xem anh Quang Vinh review căn phòng này thì bằng mọi giá Thi phải tới đây cho bằng được. Và bây giờ mọi người cùng Thi tới để xem cái căn villa này nó có gì đặc biệt nhé.
từ phòng Water Villa cũ của Thi để qua căn phòng này thì đi bộ cũng 10 đến 15 phút tùy vào khả năng của mỗi người. Riêng với căn phòng có cầu tuột này thì chúng ta sẽ có hai cách để đến. Một là đi cano và hai là đi bộ. Nhưng mà Thi chọn cách đi bộ bởi vì cano thì ngày nào mình cũng đi rồi, chán rồi. Còn đi bộ để mình có thể biết được cái chặng đường để đến được căn phòng này như thế nào và hòa mình vào với thiên nhiên, cũng như vận động để mình có sức khỏe tốt hơn nữa. Đối với cuộc sống của Thi bây giờ là Thi chỉ muốn làm việc, kiếm tiền và đi du lịch thôi. Nhưng mà chúng ta cần phải có sức khỏe nữa, vì có sức khỏe thì chúng ta mới đủ điều kiện để đi vòng quanh thế giới, đi được đến những nơi có những cảnh đẹp tuyệt vời. Đó là một trong những cái trải nghiệm mà Thi nghĩ đáng sống nhất. Thi đã đến nơi rồi, cả nhà ơi. Vì nắng rất gắt nên xin được phép đội nón lá và mặc một chiếc quần giả váy đứng đón gió một chút nha. Mặc dù là quần giả váy đó nhưng mà gió mạnh thì vẫn rất sợ cả nhà. Lỡ mà nó có tung bay là vô duyên lắm luôn. Bây giờ thì xin mời mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của căn phòng này. Đây là hồ bơi vô cực rất là rộng. Nước hồ bơi này là nước biển mặn luôn. Thật sự là cảm giác này thích lắm luôn mọi người ạ. À, từ hồ bơi nhìn qua phía bên kia, đằng sau lưng Thi là thành phố Nha Trang sầm uất. Còn ở phía bên này giống như là mình đang cai trị một cái vương quốc riêng của mình. Hoàn toàn tự do, thoải mái, cảm giác rất là freedom. Để cả nhà cảm nhận được cảnh đẹp này mà Thi đi chắc 80 vòng cái hồ bơi này luôn. Nhưng mà không sao đâu, vì cảnh đẹp và người cũng hơi đẹp đẹp xíu nên chắc cả nhà không chán đâu. Bây giờ thì mở nhạc to lên, cùng chill nào. Có đến 3 gian nhà, vì thế nếu mà chỉ có 3 người ở thì là rất là uổng phí luôn. Nếu như mà muốn trải nghiệm căn phòng này thì chúng ta nên đi gia đình khoảng từ 6 người, bởi vì 3 gian nhà sẽ có 3 phòng ngủ khác nhau. Và đây cũng là một trong 2 căn phòng có giá cao nhất tại khu nghỉ dưỡng này. Và bây giờ đến với cảnh hấp dẫn nhất, đó là cảnh Thi mặc nguyên chiếc váy của mình và tuột cầu tuột. Để Thi liện hai đôi dép này xuống trước đã không lát bị vấp. Chắc chỉ duy nhất có một mình Thi mặc váy đầm và chơi cầu tuột thôi. Thật là ngại quá. Vì mặc bikini là quá bình thường rồi, vlog này phải đặc biệt. Ý, vĩnh váy lại. Đó, để có vlog này gửi mọi người Thi cũng phải tuột khoảng đâu 8 lần á. Rồi, thôi mệt rồi, bây giờ bơi ra. Bye bye mọi người nha, Thi enjoy căn phòng đây. Kết thúc vlog 2 của Thi sẽ là cảnh tạm biệt khu nghỉ dưỡng này. Thi đã có 4 ngày rất là tuyệt vời tại nơi đây. Ở vlog 1 do có chút xíu sơ suất khi xuất file nên là có vài khung hình hơi bị mờ và run một chút. Hy vọng là Thi đã khắc phục được trong vlog 2 này. Và mong rằng sẽ sớm gặp lại mọi người trong vlog thứ 3 của Thi nha. Bye bye!